Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo viết về những người phụ nữ Việt Nam. Bồng khắp y vùng y y mùa này cây lúa y sai bồng y sông thấu nương tỏa làn gió thơm ngạt ngào lòng người nào y nức y vui sao y rồi là bài Mẹ tôi phơi lúa trên sân do soạn giả Quốc Anh soạn lời, nghệ sĩ Tú Minh Phương thể hiện theo các điệu ngâm, sa mạc và du bóng. Quý vị và các bạn thân mến, nói về tình thương ngọt ngào của mẹ thì bút mực nào tả cho hết, lời lẽ nào viết cho xong. Suốt đời mẹ đã chịu bao nỗi đắng cay, gặp không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ để nuôi con trưởng thành. Và cho dù cuộc sống thật ồn ào náo nhiệt, nhưng lòng mẹ vẫn âm thầm lặng lẽ, dõi theo từng giây từng phút mỗi bước con đi. Mẹ ơi, đêm nay dưới bóng trăng gió bay, con xin hát tặng mẹ một khúc ca. Ngọt ngào hương lúa bay qua, nhớ ơn công đức bao la mẹ. Ngày tháng ta ôi tần mẹ gắn bó nơi đây trong nỗi đắng cay tình mẹ cao đẹp như bóng trăng đầy
nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát vừa trình bày bài Tình Mẹ do soạn giả Nông Thị Hồng Thắm soạn lời theo điệu Luyện Năm Cung. Nối tiếp chương trình là bài Tình Mẹ Cho Con do soạn giả Đỗ Liên Tiếp soạn lời theo điệu Sử Bằng, nghệ sĩ Chu Cường trình bày. Nơi biên cương con hướng về đất mẹ, mùa xuân sang hoa khoe sắc đưa hương, cành đào tươi thắm nét yêu thương, gợi lòng con rạt rào tình thương nhớ mẹ. Nơi quê hương mẹ từng ngày vượt khó y, sớm tối tạo là bài Lời Của Mẹ Hiền do soạn giả Thanh Thùy soạn lời theo điệu Đường Trường Thu Không, nghệ sĩ Tú Ngọc Hưng trình bày. Hoa gạo rụng là qua xuân rồi đây, vải chín chĩu cành khơi dậy nắng hè. Từ tấm cót chiếc nia trắng rồi thóc lúa bộn bề nay mai, trong hoa xoan đua nở, trong sắc nghi lúa xanh nghi xanh nghi đồng nghi quê, hoa nhãn nghi nở con nghi nước nghi đỏ
trăng tỏ trăng nghi mang khi đồng nghi khói. Chiều vượt lên đất nghi quê xưa đồng, xưa đồng chiêm trung. Ôi lòng nghi nhớ, nhớ mãi sao nghi, nhớ mãi sao quên đi. Sâu lời của mẹ hiền, đi đâu xa nhớ mẹ hiền đất quê. Trước kia mùa úng chiêm khê, giờ đây thóc lúa bộn bề sân phơi. Như gương y soi sắc y trời, đất y mặt y. Vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc nhưng không kém phần duyên dáng của cô gái nơi miền quê đã làm hút hồn biết bao chàng trai đối diện. Bởi nụ cười thơm lúa ngọt ngào và ánh mắt trong veo, mắt lịm như giọt sương đêm đưa chân trần bước trên cầu ao. Những hình ảnh dễ thương thân mến ấy làm cho trái tim người trai rung động ngày nhớ đêm mong. Đắm trong hương hoài quê nhà, bước đi vàng lá hòa mắt trong, lại đầy chín nhớ mười mong. Vắng em nên cả cánh đồng thừa tôi. Bóng chiều chưa níu ơi mà đã rơi. Chân mi hoa lọc mi cầu áo. Chân trần khoa ngọc ơi mà cầu áo. Mảnh trong kia cũng chứ để giạt mi rào. Chân trần khoảng ngọc cầu áo,
mảnh trăng kia cũng dàn dào thiết tha. Em đi ngõ nhỏ ơi mà cũng xa, con mi diều, con diều lặng tiếng chữ để vườn nhà lá bay. Thì em đi em đi thời gió cũng heo mây. Em đi gió cũng mà heo mây, chim ý kêu là kêu khắp khoải chữ để đường đầy sương răng. Vừa rồi là bài Nhớ người thôn nữ quê nhà do soạn giả Nguyễn Mạnh Chu soạn lời, nghệ sĩ Tú Văn Chương trình bày theo điệu hát cách. Nghệ sĩ Huyền Vi sẽ hát tiếp bài Cô gái làng hoa do soạn giả Giang Quân soạn lời theo điệu Dương Xuân. Em là cô gái Nhật Tân, tay em vun rơi mùa xuân tặng đời. Hoa cười hay miệng em cười, say hoa say cả tình người trong hoa. Mời quý thính giả nghe tiếp bài Tâm tình cô gái chăn nuôi do soạn giả Cao Thanh Mỹ soạn lời theo điệu Chức Cầm Hồi Văn, nghệ sĩ Tú Minh Tâm thể hiện. Trong đằng sớm mi tiếng
mong cùng cả nước chung tay vui mùa nghỉ rừng nghỉ dây sông núi đang trông mong ta bắt đất đi quay vòng đi lúa trên đồng đi thêm sai bóng ơi mến. Nghệ sĩ Tú Như Hoa sẽ kết thúc chương trình hôm nay bằng bài hát mang tên Bên Nương Dâu Em Hát do soạn giả Trần Minh soạn lời theo điệu Nón Thúng Quai Thao. Lời thơ đưa ta đến dòng sông quê hiền hòa kinh Bắc, nơi có những bãi bồi với những nương dâu xanh ngát một màu, cùng ngắm nhìn sự mộc mạc chuyên cần nhưng không kém phần duyên dáng của người thôn nữ đã hái dâu quên nắng quên mưa, đã dệt lụa quên ngày quên tháng. Một nóc đầm bằng năm nóc đêm, một nóc đêm bằng bye.
Chúng ta vừa nghe chương trình Hát chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.